Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thiên Long Vlog của mình. Thì rất là nhiều bạn á là có hỏi mình là hiện bên mình có bán những cái dung dịch mà bảo dưỡng hay là rửa xe máy hay không. Thì lúc trước mình không có bán các bạn, lúc trước mình không có bán mấy cái nước rửa xe này nọ đâu, nhưng mà rất nhiều bạn hỏi mình đó. Thì hôm nay mình quyết định là mình nhập về. Thì trên thị trường á hiện tại rất là nhiều loại rửa xe máy, nước rửa xe máy, nhưng mà mình thì luôn quan tâm đến những thương hiệu mà có chất lượng và có review khách hàng, người ta cảm nhận rồi đó, mình bắt đầu mình sẽ bán rồi. Ok, thì hôm nay cái video này mình sẽ giới thiệu các bạn, đó là một sản phẩm là nước rửa xe Superfast, là xuất xứ từ Thái Lan. Thì mình có một cái bài đăng ngày tối hôm qua trên tách cộng đồng, thì bạn đó có hỏi mình là có nguyên chất hay không, là cái nghĩa là bạn đó sợ hàng giả, hàng nhái, hàng pha, hàng trộn các bạn. Nhưng cái video này mình sẽ nói các bạn đó biết, và những bạn xem cái video này luôn, là sản phẩm này mình nhập ngay gốc tại công ty, đúng 100% hàng xuất xứ từ Thái Lan, và có máy giặt phía sau đây các bạn, có máy giặt phía sau này các bạn. Các bạn có thể là mua về, các bạn có thể là lên cái Zalo á, nó có cái phần quét máy giặt đó, các bạn quét ra ngay công ty này luôn ha. Đó, nếu hàng giả hàng nhái mà người ta không có đăng ký giấy phép kinh doanh thì người ta sẽ không có, bây giờ người ta dám dán cái máy giặt mình lên đâu ha, chuyện ở tù đó các bạn. Đó, người ta có đăng ký thương hiệu đó. Thì cái công ty này là công ty phân phối độc quyền Superfast tại Việt Nam, và người ta lấy tận gốc. Và cái giá mình bán tại Shopee là 135.000 một chai. Thì bạn nó hỏi là ồ hàng pha sao mà rẻ vậy, thì xin thưa các bạn là mình muốn bán được cái giá tốt, mình nhập số lượng, mình phải ôm số lượng, mình mới được cái giá chiết khấu cao, nên mình mới bán được cái giá thấp cho anh em dễ sử dụng. Với lại tình hình là cái mùa dịch này rất là phức tạp, nên là cái phần mà về chi phí sinh hoạt hay là để các bạn mua những đồ chơi hay là đồ bảo dưỡng xe đó, thì nó cũng là nói chung tiết kiệm được phần nào là hay phần đó các bạn. Thì nên mình quyết định bán cái giá là 135.000 một chai. Thì một chai thì tích là một tích nha các bạn. Thì kèm các bạn mua cái chai này về, các bạn không cần pha cái gì hết, các bạn để nguyên chất, các bạn xịt lên xe, các bạn rửa thôi. Thì cái ưu điểm của nó là rửa xe, rửa máy và rửa những cái chỗ trên xe mà nó cũ, mà nó rỉ sét hay sao đó các bạn. Đó, thì các bạn rửa thì nó đánh văng hết tất cả cái phần đó ra luôn. Còn phần review thì những có rất đã rất nhiều anh em review về cái chai này rồi, thì nó cũng đã xuất hiện lâu trên thị trường Việt Nam rồi, không phải là mới đây. Thì theo combo của nó là như thế nào đây, khi các bạn mua một chai Superfast, chai một lít như vậy nè, thì lúc mình đóng hàng mình sẽ để nắp như vậy đó, để tránh tình trạng mà nó rỉ ra. Và mình kèm theo là một cái vòi xịt đây, cái vòi xịt nè. Đó là các bạn có thể chỉnh được cái tia phun ở trên đây luôn ha. Đó, để các bạn dễ sử dụng. Đó, như vậy là một combo, như là chỉ có 135.000 một chai một lít, là các bạn xài cũng rất là lâu các bạn ha. Thì những anh em mà yêu xe, các bạn mà coi xe như là con vợ thứ hai của mình đó, thì cái việc mua xe bông cho tắm là chuyện bình thường nha các bạn. Thì cái này không phải là các bạn mua về các bạn sử dụng thường xuyên đâu, thì một chai các bạn xài cũng rất là lâu nha các bạn. Ví dụ như là khoảng các bạn chạy khoảng tầm một tháng hay gì đó, cảm giác như là bùn đất nó bám trên máy, trên xe rất là nhiều, thì các bạn sẽ rửa cái chai này một lần. Ví dụ như vậy, một lần các bạn rửa nó không có tốn bao nhiêu đâu, các bạn xịt lên các bạn cho nó thấm đó, còn xong rồi các bạn lấy bàn chải chà, lấy nước xịt là xong ha. Đó, chứ không phải là bắt buộc mỗi lần các bạn rửa xe là các bạn sẽ sử dụng cái chai này, thì vậy cũng rất là hao đó. Tầm khoảng cỡ nửa tháng một tháng, tùy tình trạng mà xe, cái những dùng mà những bạn ở xa dùng đất cát nhiều, bụi nhiều, các bạn sử dụng có thể là thời gian các bạn sử dụng sẽ nhiều hơn đó. Thì hiện tại là cái chai Superfast này á, là mình đã cập nhật trên Shopee đó, mình đã cập nhật trên Shopee. Thì các bạn có thể là dưới cái video mình sẽ để cái đường link, các bạn sẽ đặt bấm vào cái đường link đó, các bạn sẽ dẫn thẳng tới cái kênh Shopee của mình, các bạn đặt thôi ha. Thì mình đó là giao hàng toàn quốc, mình giao hàng toàn quốc có nghĩa là COD tại kênh Shopee, nghĩa là các bạn nhận hàng các bạn trả tiền thôi. Là do thời gian hẩm dài cũng rất là lâu mình không ra video mới, là để mình cập nhật sản phẩm mới, và mình rất bận những cái to sĩ, mình dướng rất là nhiều to sĩ, nên mình là
không ra video thường xuyên được, nhưng mà mình rảnh giờ nào mình sẽ ra video giờ đó. Đó, các bạn chưa đăng ký kênh mình thì nhớ đăng ký. Còn các bạn nào đã xem video này thì đừng tiếc một like và chia sẻ cho những anh em mà chơi xe cùng, để có cái sản phẩm nước rửa xe này để cùng mà chăm sóc cái xe mình sạch sẽ hơn ha. Ok, thì cái video này mình chỉ quay ngắn như vậy thôi. Các bạn muốn đặt hàng thì nhấn vào đường mô tả, có đường link Shopee, các bạn dẫn thẳng vào cái trang Shopee, các bạn đặt tại đó thôi ha, là nhận hàng trả tiền ha các bạn ha. Rồi ok, mình xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.